Hey, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng quay lại cống 10 cửa các bạn. Đây là chiếc xà lan vừa cống nha, cống vừa mới mở nha các bạn. Đi quá tốc độ luôn, ở trời đang nói đuôi nhau đi nè các bạn ơi. Qua wow, chiếc xà lan này qua không nổi rồi, quá trời rồi. Bây giờ nước nó hút chiếc xà lan lại các bạn ơi. Nằm ngang luôn rồi, trời ơi, còn hai nữa kìa. Nãy rất là vui tính nha các bạn. Xà lan đang cố gắng vượt qua cái cống nha, vừa lú qua chút xíu thì nước nó hút ngược lại. Đó, qua khỏi cái cống rồi chiếc xà lan nằm ngang luôn. Giờ xà lan đạp ra ngoài nha. Hết biết đường tính rồi. Trời ơi, đẩy cái đít ga luôn nè. Đưa cái đít ga và lùi lại nha các bạn. Xà lan và ghe mà yếu yếu chạy vừa chớm qua cống là nước nó hút dội ngược lại các bạn ơi. Rất là nhiều xà lan bị hút như vậy. Đó, quay đầu đó. Qua khỏi cái cống rồi nha. Đây là những chiếc xà lan nổi đang đợi những chiếc xà lan thẩm đi vô nha các bạn. Từ sông Cổ Chiên đi vào sông nhỏ nha. Wow, xà lan quá lớn luôn. Đây là cát xây dựng các bạn. Ở đây nó chia hai loại cát nha. Một loại cát xây dựng và một cái loại cát để săn lấp mặt bằng thôi. Trời ơi, chiếc xà lan đậu ngay cái mũi luôn rồi. Rồi không được rồi. Rồi chiếc ghe này nó ùn luôn rồi nè. Xà lan nổi phía sau nó phải lùi hết ga nha các bạn. Chạy rồi, chạy rồi. Trời ơi, đẩy qua luôn kìa. Dính quá, quá trời luôn rồi. Quá lụa luôn. Trời ơi, ông ghe không đưa cái đít ghê lắm à. Trời ơi, chiếc xà lan thẩm nó hứng ngay cái đường đi luôn nha. Đây là loại cát săn lấp mặt bằng nè, cát đen có trộn đất các bạn. Chiếc xà lan nổi này đi tốc độ quá cao rồi. Trời ơi, tránh được chiếc xà lan thẩm không. Cái công ở đây lái rất là hay nha.
thấy lái nhuyễn như luôn, cái đường nhỏ xíu mà lái qua rất là dễ dàng các bạn. Rồi chiếc ghe thì đang giống như con kiến càng trời. Đây là hai chiếc vỏ ủi gì đây, bị ủi cá rồi. Đây con này tính vượt qua nha, anh nó lên ghe bằng dây nha các bạn, đặt mấy chồng mấy đề nha. Ôi ghe dừa chạy ra đây là đứng tại chỗ luôn rồi. Rồi lên hết được rồi, ghe dừa bắt chén lên là không nổi luôn. Dạt rồi, dạt rồi. Rồi chứ sao không biết có chiếc nào nó lao lên không đây. Có một chiếc ghe nha, ghe là né không luôn, cũng mệt luôn đó. Và xà lan chở khẩm tiếp tục đi xuống nha. Nước vừa mở rồi, nước vừa chảy, không có mặt. Mà xà lan và ghe ủng ứ rất là đông nha các bạn. Tốc độ này cũng phải là được. Từ từ chiếc xà lan đâu vô gì chạy. Dạ thấm vô rồi. Ở ngoài ông đông đâm ngang mới ghê chứ. Còn ông lái hay thì trời. Bình hông mà ông đẩy cái nước qua được hay thì đạp rồi đạp. Chiếc ghe vừa lên hơi sớm nha, thấy là theo tập đợi lên cho nó qua hẳn, nó qua các bạn, tại vì phòng ngừa nó tụt cống thì mình không thể lui kịp nha các bạn, rất là nguy hiểm. Thôi anh nói đuôi để anh qua luôn nè. Đây là một chiếc xà lan nổi nha, đi ra ngoài cống các bạn. Những chiếc xà lan nổi này có thể qua rất là dễ dàng nha. Quá quẹo rồi. À, chiếc ghe lúa thì sao? Mình sẽ làm tiếp tục vô nữa nha các bạn. Chiếc máy quá dữ dằn luôn. Anh ghe lúa đang chuẩn bị vượt qua luôn nha. Ghe lúa hơi khẩm. Đáng lẽ là ghe lúa với tình hình này thì ghe lúa nên đi sau hết luôn nha các bạn. Mình thấy ghe lúa nên đi sau, đi cho đi xong hết rồi hóa qua. Tại vì không biết ghe và xà lan có bị tuột cống hay không. Nếu mà anh nào chở khẩm, chở nặng thì nên đi sau nha. Trời ơi, anh còn lạng qua lạng lại, khu vực nghe. Rồi đụng luôn rồi, nguy hiểm quá. Thì cái kế cái xà lan lớn nguy hiểm lắm. Xà lan đi muốn không vừa cái tống luôn rồi.
chờ nước rồi nước xà lan nó đẩy không chạy hút lên ở quá có mục đích nữa. Đáng lẽ là chiếc này đi cuối cùng các bạn, để giữ an toàn nha, đi sao những chiếc xà lan lớn rất là nguy hiểm. Và tiếp tục đây. Đó, này đưa cái đất qua luôn rồi, dính rồi, dính rồi. Thank you.
chiếc xà lan chở khẩm nha các bạn. Chúng ta hãy xem mình ấy nỗ lực qua cống như thế nào. Nó muốn dội dội rồi các bạn.